thưa quý vị trong một lần nhà tỷ phú elon musk ông làm diễn giả cho một hội nghị ở tại hoa kỳ về đầu tư và tài chính trong phần hỏi đáp trao đổi với trực tiếp những khán giả theo dõi cũng như là tham dự trong buổi ngày hôm đó nhà tỷ phú đã nhận được một câu hỏi khiến cho mọi người phải bật cười ở trong khán phòng nhiều người hỏi và có một người đã hỏi một câu hỏi và nói rằng Thưa tỷ phú, là người giàu nhất trên thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái của mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường hay không? Hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu trả lời của một tỷ phú. Ông top giàu nhất trên thế giới, ông nói rằng, trước hết hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ một người nào đó trúng sổ số hoặc thắng bạc, ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú sổ số đã trở lại nghèo khổ chỉ sau khoảng 5 năm mà thôi. Ta có thể gặp những người giàu có nhưng họ không có tiền. Ví dụ hầu hết các doanh nhân Họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền. Bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có. Chúng ta nên nhớ rằng sự giàu có thực sự chỉ có một người duy nhất đó là Chúa Giêsu, Ngài là thượng đế bởi tất cả là của Ngài, cả trí khôn của tôi, cả trí khôn của các bạn cả số tiền hay một căn nhà hay bất kể một tài sản nào chúng ta hiện đang sở hữu thì chắc chắn rằng đó là do ngài ban cho. Chúng ta cộng tác vào những gì mà ngài ban cho chúng ta để sau đó chúng ta được hưởng những phần thưởng ngài cho chúng ta. Chúng ta cộng tác với ngài khi ngài ban cho chúng ta một bộ não giống như tôi. Và giống như anh, anh cũng có và người kia cũng có và trí khôn đó, tất cả những điều kiện đó Ngài đã cài đặt sẵn cho chúng ta. Ngài là một ông chủ giàu có thực sự, Ngài là một người đại gia thực sự. Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào về căn bản chúng ta nhìn trong tương quan chúng ta với nhau. Nói một câu đơn giản, người giàu có có thể chết để trở nên giàu có trong khi người nghèo thì có thể giết người khác để có tiền nếu bạn thấy một người trẻ quyết định để rèn luyện để học hỏi điều mới và luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng cải thiện mọi mặt cải thiện cách nhìn nhận về sự giàu có cải thiện về kiến thức của mình cải thiện lòng biết ơn của mình với thượng đế với jesus Chí mà chính ngài đã thể hiện ngài là thượng đế bởi vì ngài đầy quyền năng chúng ta có thể đọc và nhìn gẫm điều đó ngay trong quyển kinh thánh nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước anh ta nghèo anh ta nói rằng toàn là những người giàu là những người xấu là những kẻ trộm và anh ta luôn chỉ trích người khác chúng ta hãy tin rằng anh ta là một người nghèo người giàu họ tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công và họ dựa vào tất cả những yếu tố mà Thượng Đế ban cho họ, họ học hỏi để họ thành công. Còn người nghèo thì nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh. Tóm lại khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc, tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó. Của cải đây không chỉ là tiền đâu bạn, của cải đây vẫn có thể là sức khỏe, có thể là thời gian, có thể là trí tuệ, tất cả những thứ đó chúng ta cộng tác vào cái mà chúng ta đang có được chính thượng đế ban cho chúng ta. Ngay cả hơi thở chúng ta, chúng ta cũng không thể nào dùng tiền mà mua được, ngay cả sức khỏe của chúng ta cũng vậy. Sự giàu có lớn nhất của con người đó là lòng biết ơn trước thượng đế, trước ông trời và lòng biết ơn với nhau chúng ta biết ơn thượng đế chúng ta biết tận dụng tất cả những khả năng tất cả những giá trị tất cả những điều kiện hiện tại mà thượng đế ban cho chúng ta nào là người thân cổ vũ chúng ta nào là trí tuệ chúng ta nào là cơ hội để cho chúng ta cố gắng nào là thời gian nào là sức khỏe và quan trọng nhất đó là sự sống mà thượng đế mỗi ngày ban cho và ngày gìn giữ chúng ta một cách an toàn Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ chỉ thấy về đồng tiền thôi và sau đó họ lại mất trí. Đó là lý do họ đi cướp giật, họ đi trộm cắp, họ đi tước đoạt cuộc sống của người khác, họ đi phá nát đời sống của người khác họ không cảm thấy biết ơn thượng đế đã cho họ sự sống hiện tại đã cho họ khả năng đã cho họ đủ sức khỏe để họ đi làm những chuyện tầm bậy thay vì dùng chuyện đó để họ tạo giá trị cho chính bản thân họ họ tạo giá trị cho những người thân họ lo cho người thân trong gia đình của họ hoặc là họ lo cho những người họ quen biết và họ biết ơn thượng đế ban cho họ ít nhất là sự sống mà họ phải thấy rằng đó là một giá trị vô cùng lớn lao. Ngay trong đời sống hàng ngày, Thượng Đế đã giữ gìn những con người đó dù họ có ý định đi trộm cướp, dù họ có ý định đi tước đoạt mạng sống của người khác. Người nghèo họ mất trí, họ làm những chuyện tầm bậy và rồi họ nghĩ rằng đó là lối thoát vì họ không học hỏi được những kỹ năng tự mình cảm thấy lòng biết ơn và tìm hiểu thêm về thượng đế về ông trời và điều quan trọng nhất nếu họ cần tiền tại sao họ không trang bị kỹ năng để họ có tiền như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc của ngân hàng mọi người gọi người đàn ông này là một người đàn ông ngu ngốc nhưng thực tế Người đàn ông này chỉ là một người giàu có chưa có tiền mà thôi. Cảm ơn anh này, ngân hàng mời anh làm lễ tân. Anh đã đến làm lễ tân cho ngân hàng này và ngoài giờ làm việc, anh đã đi học. 3 năm sau anh được đề cử làm giám đốc khách hàng và 10 năm sau anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này. Dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên, thu nhập của anh bây giờ thực sự gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào và anh lại có một vị trí xã hội lòng tự hào và sự tôn trọng của người khác anh luôn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta hãy là người lương thiện trước thượng đế và trước anh em mình chúng ta hãy sống hết khả năng của mình và cống hiến phục vụ người khác chúng ta hãy chọn cho mình hãy chọn cho một người bạn một người chồng một người vợ có tương lai bạn nhé chúng ta hãy chọn người bạn người chồng hoặc người vợ tất cả mọi người trong tương quan với nhau thực sự là người giàu theo cách này chúng ta là người giàu thực sự khi chúng ta làm người con của thượng đế là một đại gia thực sự khi chúng ta nhìn vào vũ trụ chúng ta càng khám phá ra chúng ta càng thấy sự huyền diệu của thượng đế của thiên chúa biết bạc khi mua lại chira với giá là 44 triệu tỷ phú Elon Musk ông nói rằng 44 triệu đó không phải là giá của Twitter, nhưng đó là giá của vấn đề tự do ngôn luận. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng